Tối 3/11, trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam, khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, như trên mạng xã hội đang lan truyền. Trước đó, trưa cùng ngày, tài khoản cá nhân TL đăng tải nhiều hình ảnh về một người phụ nữ lên mạng xã hội Facebook cùng dòng trạng thái bắt cóc con nít tại ngã tư Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam. Hôm nay người phụ nữ mặc áo jean là thủ phạm, còn hai đồng phạm đã bỏ chạy. Rất may em bé đã được cứu, các phụ huynh hãy luôn luôn cảnh giác. Chỉ vài tiếng sau khi đăng tải, dòng trạng thái trên đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Điều đáng nói, dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng đã khiến nhiều người dân và phụ huynh hoang mang, lo lắng. Liên quan đến vụ việc này, tối cùng ngày, Công an huyện Đại Lộc xác nhận, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày. Đây không phải là vụ bắt cóc trẻ em như trên mạng đồn thổi. Tuy nhiên, không phải là bắt cóc trẻ em như lời đồn thổi. Người phụ nữ này bị chấn động não, đang điều trị tại bệnh viện nhưng đi lạc xuống khu vực đó rồi gặp, tiếp xúc và nắm tay nói chuyện với một bé gái học lớp 5 đang trên đường về nhà. Bà nội của bé gái chạy tìm người phụ nữ đồng thời chi hô bắt cóc nên người dân chạy ra vây giữ người phụ nữ lại và đồn lên là bắt cóc trẻ em. Sau khi người phụ nữ bỏ đi, bé gái về kể lại cho bà nội nghe. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này khai đến 7-8 cái tên nên đến chiều 3/11, công an vẫn chưa xác được nhân thân, lai lịch của người phụ nữ này, Thiếu tá Mai Thành Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam, thông tin.